tháo cái đồ cổ này ra là cũng hơi bị ấy đấy. Tháo thì cậy hàng của các cụ ngày xưa đi. Cửa ra này cũng to ấy. To ngày xưa cũng to ấy. Cái làm sao hết con được rồi. Ốc nữa cơ, anh muốn nhấc được con đấy ra rồi. Cái ốc ra cơ. Xưa chơi đấu dây cứng thế kia cơ mà. Nói. Nói cứng. Đây nó nắp cho đóng đinh rồi. Trời trời đóng tứ phía chắc đấy cơ. Đây anh em đang sửa chữa thay thế điện nhà dân. Bà này anh đóng lên nhé, có đinh đóng lên rồi tí. Khoan lỗ. Đầu này là dây điện đi vào trong nhà. Đầu này. Còn đây là dây từ cái cột vào. Đây, dây điện vào trong nhà. Nếu bạn thấy video bổ ích, hãy like và chia sẻ cho mọi người. Đừng quên đăng ký và ấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé.